Xin chào các bác đang theo dõi kênh mua bán xe đã qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2 phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên. Nhìn sâu vào trong video hôm nay các bác sẽ thấy nhà em rất là trống, mấy hôm nay bán xe nhiều quá mọi người ạ. Cứ về là bán. Hôm qua thì em về được một chiếc Nissan Almera và có quay lên video đúng không ạ? Sáng nay thì đã may mắn nhận cọc anh trai ở Hải Phòng rồi. Ngoài ra sáng nay thì Salon ô tô Tùng Bách cũng bán thêm được một chiếc Mitsubishi Triton đời 2021 sửa tự động một cầu. Video này thì em Huyền xin được cập nhật thêm 3 sản phẩm nữa vừa mới cập đến Salon ô tô Tùng Bách. Nếu như bác nào mà yêu thích Salon em, tin tưởng Salon em và đặc biệt muốn tìm một cái chiếc xe mà đúng lúc Salon em đang có thì các bác đừng quên nhấc máy gọi điện cho Salon ô tô Tùng Bách theo số điện thoại đã ghi ở góc dưới màn hình để bên em có thể hỗ trợ tư vấn cho các bác kỹ hơn về sản phẩm, về giá thành cũng như là vấn đề pháp lý của xe nha. Và video này thì ba chiếc xe mới về cũng đều là những chiếc xe khá là đẹp, những chiếc xe phải gọi là chất chơi người rơi, zin toàn tập từ A đến Z. Nói thật, mặc dù là bạn đã bán những cái xe đã qua sử dụng nhưng nhà em thì chỉ trừ có sơn zin là không cam kết thôi mọi người ạ. Đầu tiên thì phải kể đến chiếc Hyundai Accent số tự động 2022 này. Qua một năm, gần 2 năm sử dụng, xe lăn bánh 1.8 km quý anh chị nha. Và chiếc xe Accent ấy thì sẽ có hai phiên bản số tự động. Một bản là bản đặc biệt ATH sẽ được trang bị thêm cửa sổ nóc. Còn phiên bản mà hôm nay nhà Tùng Bách gửi đến các bác là phiên bản AT, bản tiêu chuẩn, chưa được trang bị cửa sổ nóc quý anh chị nha. Và chiếc xe này sẽ được chào bán với mức giá cũng rất là yêu thương, 445 triệu đồng. Bao rút hồ sơ gốc cho các bác, bao check, nói chung cứ thoải mái đi vì chất lượng của nó là điểm 10 rồi. Vì là chiếc xe vừa mới về mà nên em Huyền cũng xin phép là được quay xung quanh để cho các bác xem là nó có xước sát gì không. Góc quay thì nó hơi hẹp nên là em sẽ đi qua, nếu có chỗ nào xước sát thì sẽ chỉ cho các bác nhé. Đây, ở phía bên này thì nó có một vết xước rất là nhỏ, không đáng kể. Đây này các bác này, đây này, cái kiểu xước dăm như này này thì sẽ đánh bóng. Đây các bác nhé, nhìn này. Không biết là các bác trong video có nhìn rõ hay không, để xem bên này xem sao. Đấy, mặc dù là xe mộc nhưng mà những nhà em làm những cái chiếc xe cũng có lựa chọn rất là kỹ, gọi là xước sát nhẹ như này thôi, còn con nào mà va quẹt nặng thì nhà em không hề làm đâu mọi người ạ. Xe đâm đụng tai nạn thì chắc chắn không có, và kể cả ngập nước cũng không có luôn nhá các bác nhá. 445 triệu đồng thôi. Bây giờ thì cùng nhau đi vào xem nội thất của chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn 2022 màu vàng cát của nhà Tùng Bách Thái Nguyên nha. Mẫu xe này thì được các bác ưa chuộng rất là nhiều, tại vì là kiểu dáng cũng trẻ trung hiện đại, thêm vào nữa máy 1.4 tiết kiệm nhiên liệu. Ghế nỉ hơi bẩn một chút xíu đây này, cậu bẩn vào đây này, nhưng mà sau cái video này thì em sẽ đưa đi đánh vệ sinh sạch sẽ, tại vì ghế nỉ không thể tránh được đâu quý anh chị ạ. Đây này, không thể tránh được đâu, ghế nỉ nó kiểu như nó mà bám bẩn vào rồi là không thể lau đi được, mà bắt buộc phải ra những cái tiệm rửa xe để người ta vệ sinh ấy. Thì cái này anh chị cứ yên tâm nhé, khi anh chị mà chốt mua chiếc này thì bên em kể cả là không chốt mua thì sau video này em vẫn đưa đi vệ sinh cho mình. Với chiếc xe này thì em nghĩ rằng nếu như có điều kiện thì anh chị có thể thêm vài triệu nữa để lên một bộ ghế da. Với cái bộ ghế da đấy thì vừa sạch vừa đỡ mùi hôi và cũng dễ vệ sinh hơn rất là nhiều. Về nội thất ở bên trong xe, phần táp ly và táp lô thì các anh chị thấy không? Nó mới quá, nó cũng không có xước sát gì đâu. Chủ cũ rất là giữ gìn. Mặc dù chưa trang bị thảm trải sân, thảm trải sàn kiểu 3D hay là 5D, nhưng người ta rải cái cao su này thì nó cũng rất là sạch nha các bác nhá. Cái này là chỗ để đồ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vẫn là để được rất là nhiều. Con này có một cái màn hình Android, người ta dán vào đây thôi, cái này là mình bóc ra được. Xung quanh này kiểu chắc là họ vẫn giữ nguyên từ lúc nắp, người ta không bóc ra để tránh chảy xước. Kể cả trên cái màn hình này người ta cũng chưa có bóc cái ni lông ra đâu. Để em khởi động cho bác xem nhé. Đều nổ thông minh rồi này. Đây, đầy nổ thông minh, màn hình Android. Và tất cả mọi chức năng trên xe thì đều hoạt động bình thường, có trang bị cả cam hành trình ở đây rồi. Đây các anh nhìn này, có trang bị cam hành trình, điều hòa mát khá là nhanh và sâu. Đây là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B nhưng mà khá là rộng rãi, B cộng luôn. Trên phần vô lăng, với một chiếc xe chỉ đi 1.8 km, vô lăng đẹp không khác gì trong hãng, cái này khẳng định luôn. Toàn bộ cái bề mặt này, cái vân da còn quá là mới luôn, rất là mới luôn, kể cả những cái điểm tiếp xúc nhiều. Đây các bác có thể thấy những điểm tiếp xúc nhiều này. Đây, đấy các bác thấy không, vân da vẫn còn nguyên, bát còi mới tinh. Nội thất bên trong, đây để em tắt cái âm lượng đi nhá. Nội thất bên trong mới phấn lên. Về phần tay nắm số thì như các bác cũng thấy ở trong video rồi. Đây các bác nhìn này, đấy, đẹp không, quá đẹp, hơi bẩn tí. Cái này phải cho nước và lau lau đi cái là sạch nha các bác nhá. Hay những chi tiết ở đây này hoàn toàn cũng không có xước dăm đâu. Có một cái bệ tì tay, bệ để đồ ở đây cho các bác tiện đựng những cái gì linh tinh mà các bác cần.
Cùng nhau xuống xem khoang sau nhá mọi người ơi. Ê, điều hòa con này mát này mọi người này. Mát rất là nhanh, mát sâu, quạt quay phè phè cả 445 triệu đồng. Các bác sẽ sở hữu một mẫu Hyundai Accent vừa trẻ trung vừa hiện đại, lại còn tiết kiệm nhiên liệu, trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau nên hoàn toàn không lo lắng vấn đề là ai ngồi khoang sau sẽ phải chịu nóng vào những ngày nắng nóng nhá các bác nhá. Khoang sau thì khá là rộng rãi, rất là mới, gần như là không sử dụng nhiều nên nó còn rất là sạch, không bị như khoang trước thì hơi bị bẩn một chút xíu, nhưng nói chung là cái này gọi là bệnh ngoài da rất là nhẹ nhàng thôi. Vệ sinh kể cả các bác sau này mua mà các bác không lên ghế da ấy, thì cũng cứ khoảng vài tháng các bác cứ đi vệ sinh một lần cho nó sạch sẽ mọi người nha. Trần phà màu kem cũng không có một cái vết bẩn nào đâu các bác ạ. Cực kỳ đẹp và chất lượng đấy, nhà em cam kết là từ keo chỉ cho đến kính cũng là zin 100% luôn. Cùng nhau xem cái phần máy của chiếc Accent này nha các bác ơi. Đây, xem phần máy của chiếc Hyundai Accent 1.4 AT. Lăn bánh có 1.8 km, đời 22 nhà Tùng Bách, xe mộc. Máy còn khá là bẩn. Khá là bẩn luôn. Tuy nhiên thì các bác vẫn thấy là trên tất cả những cái chân ốc ấy, cái chấm sơn của nhà máy vẫn còn nguyên. Máy thì không có dấu hiệu bị da, cam kết là từ hộp số động cơ là nguyên bản 100% nhà sản xuất và không hề xảy ra vấn đề là đâm đụng hay tai nạn ngập nước ở trên chiếc xe này. Đấy, các bác có thể check test thoải mái, 445 triệu đồng nhé. Ngoài cái chiếc Hyundai Accent bản tiêu chuẩn 2022 này ra thì nhà Tùng Bách Thái Nguyên còn có một chiếc Accent bản tiêu chuẩn 2021 màu đen, một chiếc bản đặc biệt 2023 màu trắng và cả một chiếc số sàn đời 2021 màu trắng nữa luôn mọi người ạ. Bên đây thì là chiếc Kia Rio. Bây giờ xem phần máy, tại vì tiện đây là máy vừa mở ra, có anh chị là vừa mới vào đang tìm những cái chiếc xe thuộc phân khúc hạng A, hạng B thì thấy con này tiện xem luôn. Thì em cũng tiện đây quay cho các bác xem phần máy luôn ạ. Phần máy đây các bác nhá. Đây, rửa rồi, con này thì đã được spa đánh bóng qua rồi nên chắc chắn là phần máy rất là sạch sẽ. Như này thì các bác cũng nhìn dễ hơn so với những cái xe mà máy nó còn nguyên, chưa rửa. Xem video, qua video thì có lẽ mình chỉ hình dung được khoảng từ 60 đến 70% thôi. Nhưng mà nhà em cam kết trên văn bản rồi nên các bác cũng hoàn toàn yên tâm nha. Bây giờ thì xem qua phần nội thất luôn nhá mọi người ơi. Đợi em một chút để em đóng cái này lại. Đấy, đây là một chiếc xe hatchback hạng B các bác này. Trong cùng phân khúc với lại Yaris rất là nhiều những cái xe khác. Nhưng mà con này nó có một cái điểm nổi trội gọi là nó nổi trội hơn những cái dòng xe khác. Nó gọi là ưu điểm của xe đấy. Đấy là cái xe này rất là lành, kèm theo đấy là những cái phụ tùng đồ đoàn theo xe thì vô cùng rẻ. Và đặc biệt ở phiên bản Vio mà cái chiếc xe nhà em bán hôm nay thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, có trang bị cả cửa sổ nóc luôn. Và giá bán của em nó chỉ là 325 triệu đồng. Có một bản nữa là bản sedan, nhưng mà bản hatchback thì được mọi người ưa chuộng hơn rất là nhiều. Vì có lẽ là đối với cái dòng Kia Rio nhìn hatchback nó cũng đẹp hơn, trẻ trung và thể thao hơn một chút xíu. Phần thân vỏ thì hoàn toàn không có xước răm, vì như em đã báo với các bác từ đầu là xe này đã được spa qua rồi. Bây giờ mình cùng nhau vào xem nội thất bên trong luôn nhé các bác ơi. Chiếc xe này của em thì mặc dù sản xuất năm 2014 nhưng mà xe thì cũng mới lăn bánh có hơn 8 vạn km, tức là đã qua bao nhiêu năm nhỉ? 9 năm sử dụng rồi. 9 năm sử dụng nhưng mà đi rất là ít. Một chiếc xe quá là đẹp đúng không ạ? 9 năm mà chưa đi tới 9 vạn luôn. Một chiếc xe đi gia đình. Con này thì máy 1.4, rất là tiết kiệm nhiên liệu, cũng được trang bị đầy lối thông minh start stop này. Điều hòa cũng auto, cũng có màn hình Android ở đây để khởi động cho các bác xem nhá. Hai chìa khóa đầy đủ luôn. Đây, khởi động một phát nào. Đây, 8 vạn không 8 vạn chưa đến 8 vạn mốt luôn các bác ạ. Khó đọc quá. Đây. Có cam 360 rồi này. Xe này đã được trang bị cam 360. Quá tiện đúng không? Bác nào mua thì cũng coi như là được lời cái bộ này, vì nó cũng loanh quanh tầm chục triệu. Trên phần táp ly, táp lô là không có xước xét gì đâu nhá. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Còn cái này thì là thảm lỉ thôi, cái lỉ để người ta lót ở dưới chân thôi. Em quay cả phần cánh cửa nhá, để cho các bác xem là có xước răm gì không. Để cho các bác có thể nhận định chung. Hơi bẩn ở cánh cửa, em thấy là vệ sinh chưa được sạch một chút xíu, sau đấy thì sẽ cho đi vệ sinh lại một lần nữa. Cửa sổ trời đây này các bác này. Đây, cửa sổ trời, thử cho các bác xem nha. Cửa sổ trời là vẫn hoạt động bình thường. Nói chung là mọi chức năng trên xe hoạt động bình thường, không có cái vấn đề gì hết. Đóng lại cho đỡ nắng. Hơi nắng mọi người ạ. Đây, bây giờ thì sẽ đi vào những cái chi tiết, để ngoài cái việc là nhìn trên đồng hồ, mình sẽ nhìn vào vô lăng cũng như là tay lắm số, cũng như là nội thất ghế, để các bác có thể đánh giá một cách khách quan nhất xem chiếc xe này có đúng là chạy chỉ loanh quanh 8 vạn cây không nha. Vô lăng này, 9 năm sử dụng đúng không? Nhưng mà vô lăng thứ nhất là rất là đều. Thứ hai là
đây, các bác cứ nhìn những cái điểm này hoàn toàn nó không có những, đây tay em nước vừa vào này, nó hoàn toàn không có những cái kiểu như là bị bóng hay là bị mòn đâu nhá. Và cái bát còi thì rất mới và đẹp. Được chăng, con này thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc mà. Xe Hàn thì option nhiều lắm. Đây này, đầy đủ ở trên tích hợp trên vô lăng để cho các bác có thể tiện sử dụng nghe gọi ở đây. Vô lăng 3 chấu và với phần dưới này thì mạ chrome, nhìn nó nổi bật hơn một chút xíu ạ. Về tay nắm số thì đây các bác nhìn nhá, đây là cái tay nắm số và áo số này. Đây các bác xem đi. Đây các bác nhìn xem, nó tương thích với cái số km và cái thời gian sử dụng của xe. Còn những chi tiết như ở đây, chủ cũ quá giữ gìn, gần như không có cái sức giam gì luôn. Quá đẹp đúng không ạ? 325 triệu đồng là các bác sẽ sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và đặc biệt hơn nữa là một chiếc hatchback hạng B nhé các bác nhá. Xe thì rất là lành, thực sự là bọn này đi rất là lành xe luôn. Khoang sau thì đây các bác xem này, em sẽ vào khoang sau để cho các bác xem luôn. Với cái không gian như thế này thì kể cả là không cần có cửa gió điều hòa ở phía sau, cái điều hòa đằng trước vẫn có đủ khả năng để làm mát cho cả cái khoảng xe này luôn nhá các bác nhá. Tức là cái này không cần thiết có cũng được, nếu có thì tốt, còn không có thì nó vẫn mát khi mình ngồi ghế sau các bác ạ. Rất là đẹp đúng không? 325 triệu đồng thôi. Xe thì đã sẵn bán tại salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên rồi. Nếu bác nào mà cần thiết và đang thích, đang tìm cái dòng này thì nhớ gọi điện cho hotline ngay dưới cái số mà em ghim ngay dưới góc màn hình đấy ạ. Bây giờ thì mời các bác sang bên này, một chiếc xe hàng có thể gọi là độc. Lâu lâu mới có một con dáng rất là thể thao nhá. Dáng cực kỳ là thể thao, rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy. Chiếc xe này là Hyundai Veloster, sản xuất 2011. Rất tiết kiệm nhiên liệu vì máy của em nó cũng chỉ là 1.6 thôi các bác ạ. Và cũng chỉ đi loanh quanh có hơn 8 vạn km. Xe này thì thực sự là nó có một cái điểm đặc biệt ngoài cái kiểu dáng của nó. Mà khi khởi động lên các bác nghe tiếng là đã cảm giác một cái gì đấy của một chiếc xe mang phong cách thể thao rồi. Và xe này thì cũng chỉ có 3 cửa thôi mọi người nhá. Đây, đây. Một cửa đây, cửa bên kia và thêm một cánh cửa ở đây nữa thôi. Đấy là tức là bác nào mà ngồi ghế sau muốn lên từ bên kia là không lên được đâu, mà chỉ phải đi qua cái cánh cửa này. Nội thất bên trong thì hơi bị đẹp. Đây là xe mộc toàn bộ, em sẽ chỉ cho các bác một vài những cái chi tiết gọi là xước sát nhẹ ở trên xe. Sau đấy, sau video này sẽ đưa đi. Đây ví dụ ở gương đây, xước sát nhẹ một tí xíu, không đáng kể luôn. Đây các bác nhìn nhá, không đáng kể luôn. Đấy, rồi đây, một tí xíu nha các bác nhá. Nói chung là vì xe qua sử dụng mà, những cái này ngoài ra nó chẳng ảnh hưởng gì đến máy móc hay là vận hành của xe cả. Kể cả các bác mua về đi, có khi mua xe mới đôi khi ra đường quẹt nhẹ cái là nó cũng đã xước rồi. Cái này không tránh được đâu ạ. Quan trọng là gì ạ? Quan trọng nhà Tùng Bách Thái Nguyên cam kết cho các bác từ máy số, động cơ, keo chỉ cho đến kính, con này là G100%, km chuẩn, gầm bệ cực kỳ chắc chắn. Em thề với các bác rằng trưa nay vừa sử dụng em nói để đi ăn cơm, ngồi 5 người trên xe nhá, đạp không hề yếu một chút nào, vẫn rất là khỏe. Và đặc biệt khi đi qua cái đoạn đường gọi là không phải đổ bê tông mà người ta giải đá một chút xíu, một đoạn ngắn thôi, nhưng mà gầm nó chắc lắm, không hề có bị kiểu trồng trành như thế nào đâu. Rất là phê luôn các bác ạ. Và chiếc xe này thì sẽ được chào bán với giá là 340 triệu đồng thôi. Cùng xem trong nội thất của chiếc Veloster 2011 nhà Tùng Bách Thái Nguyên xem nó đẹp và xịn sò như thế nào nha. Nội thất bên trong, ấy nhà mở ra là ưng luôn này các bác này. Ghế da, ghế da màu này rất là nổi bật này, chủ cũ đã lên thảm lót sàn rồi. Ghế thì chỉnh điện nha các bác nhá. Đây, ghế thì chỉnh điện đó. Để xem nào, ghế chỉnh điện rồi. Trước khi quay vào nội thất em quay cánh cửa cho các bác đi. Đấy, thật sự là cái con này nó có cái cánh cửa dáng thể thao, nhìn nó rất là đẹp mắt, nhìn nó rất là bắt mắt luôn. Đấy các bác thấy không? Nhìn nó rất là khỏe, thêm cái trạng ở đây nữa này. Đây này, đấy, đây này, thêm cái trạng này này, nhìn nó rất là khỏe xe luôn. Đúng kiểu xe hơi hướng mà nó hướng tới. Một cái màn hình Android này, vô lăng đẹp, dã man. Thực sự luôn. Các bác xem này, mới chưa? Rất, rất mới và rất đẹp đúng không? Bát còi này, tích hợp đầy đủ các phím đa chức năng cho các bác sử dụng. Tay nắm số không một điểm chê. Đèn lối thông minh thì nó ở đây. Cái mặt này đúng kiểu mặt xe robot. Đam mê xem cái phim đấy để em khởi động cho các bác xem nhá. Ơ chìa khóa con này đâu nhỉ? À đây, đợi em lấy chìa khóa vào trong xong là khởi động thử cho các bác nghe. Không biết là các bác có thể nghe được tiếng bô qua cái mic không, vì em đang đeo mic nhưng mà nổ con này cái nghe sướng lắm các bác ạ. Đây ấy, thật sự luôn, hơi bị phê đấy. 8 vạn 9 nha các bác nha, 8 vạn 9 nghìn thôi cũng coi như là loanh quanh 9 vạn đi, rất là ít. Một màn hình Android trên này thì gần cái này cảm giác như kiểu là 3D ấy. Cái trên phần táp lô này này, cái này nó như kiểu 3D ấy. Nhìn nó có chiều sâu và nhìn kiểu sang hơn một chút xíu so với những chiếc xe mà để trần không như thế này. Ghế đẹp,
táp lô táp ly đẹp, kể cả cái mặt nạ chỗ này cũng đẹp, tay nắm số đẹp, phua năng đẹp, tổng thể một chiếc xe gầm bệ đi rất là chắc chắn, tổng thể của chiếc xe này không chê vào đâu được, mà giá thành thì rất là hợp lý, rất là rẻ, khẳng định như vậy luôn, 340 triệu đồng, có cả cửa sổ trời. Đây, cửa sổ trời đây các bác nha. Đó. Đó. Xịn không? Giá thì rẻ, ai mà yêu thích cái dòng xe này. Có nhiều bác hay bảo là sợ em này hơi tốn xăng không, thì máy của nó có 1.6 thôi, nên các bác cũng không lo vấn đề đấy nhá. Điều hòa mát quá là ok đấy. Để em xuống hàng ghế sau ngồi thử cho bác xem là nó có rộng rãi không ạ. Eo, cái cánh cửa của con này đúng là đẹp thật. Không thể vào được vì từ bên này đâu, vì chỉ có 3 cửa thôi. Đấy, vào bên trong ngồi thử nhá, xem như thế nào. Ôi trời ơi, ghế thì êm, ghế thì rất là êm. Cái tựa này người ta làm rất vừa phải, không có bị mỏi lưng. Ở đây thì có cả chỗ để nước cho các bác, để em ngồi hẳn sang bên này nhá, để cho các bác dễ xem. Đây, để nước linh tinh ở đây. Nói chung là cũng không hề chật hẹp một chút xíu nào, rất là thoải mái luôn đúng không ạ? 340 triệu đồng Hyundai Veloster 1.6, sản xuất năm 2011, lăn bánh hơn 8 vạn km. Xe thì rất là đẹp, ngoại thất thì chỉ sơn tỉa lại một chút xíu, chắc là cho em xin đôi ngày hoặc 3 ngày thôi. Có nhiều bác hay bảo là xước một tí làm gì mà đến 2-3 ngày, thì đấy là các bác đi làm ở chỗ nào người ta không cẩn thận thôi. Hoặc là đôi khi xe nhà em mang đến thì cũng phải chờ, không phải là cứ đến là được làm luôn ấy, mọi người cũng phải chờ làm xong xe này thì mới đến xe kia đúng không ạ? Nhưng mà đây em đã quay tình trạng cho xe mộc cho các bác, thì các bác cũng phải hiểu là xe nó đẹp như thế nào rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều những cái mẫu xe khác, ví dụ như là Cerato cũng có này, VinFast cũng có, nói chung là nhiều lắm mọi người ạ. Các bác cứ kết bạn Zalo theo cái số hotline ở dưới góc ấy, thì sẽ xem được đầy đủ hơn xe của nhà Tùng Bách. Vì đôi khi là ví dụ những chiếc xe này hôm nay em quay nhưng mà lại mang đi dọn dẹp cũng phải mất đôi 3 ngày nữa thì em mới về tập kết ở đây. Trong cái thời gian đấy biết đâu có bác nào yêu thương lại đặt cọc rồi thì nó lại thành lỡ của mình đúng không ạ? Veloster 2011 giá bán 340 triệu đồng. Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất 2014, lăn bánh 8 vạn km với giá chào bán là 325 triệu đồng. Và Hyundai Accent AT 2022 1 vạn 8 km với giá chào bán 445 triệu đồng. Nhà em thì hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc. Có nhu cầu thì đừng quên Salon ô tô Tùng Bách là một địa điểm vô cùng uy tín để các bác lựa chọn những chiếc xe qua sử dụng đẹp và chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.